tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ xử lý nhà nông nghiệp. Và ta thấy là gì trong bài toán này, ta thấy là căn thức qua qua hai cái căn thức luôn. Bây giờ tôi sẽ cũng sẽ xử lý một bài toán dễ, đó là câu A. Câu A thì các bạn nhìn thấy đây là liêm x tiến tới 1 chia cho căn 2 x bình cộng 3 x cộng 5 trừ 3 chia cho x bình trừ 1. Ta làm một cái phép toán nhỏ thôi, ta thế cái số 1 này vào trong cái đo thức tử và mẫu, ta kiểm tra thử cho nó đang ở nhà. Số 1 nếu ta thế vô trên tử thì rõ ràng đây nó sẽ là căn 9 trừ 3, và ở số dưới là 1 bình trừ 1, thì rõ ràng đây là nằm ở dạng là 0 trừ 0, bởi vì thế ra nó là số 0 trừ số 0. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý, bây giờ không thể hóc me ở trong đây được rồi, đối với cái bài toán tử này mẫu thì còn hóc me nè, còn tử thì ủa. Vậy thì muốn là giải quyết cái này á thì chúng ta có một cái công cụ nó gọi là lượng liên hiệp. Thì trong cái lượng liên hiệp này á, tôi nhắc cho các bạn nhớ các hàng đẳng cấp số 3 a bình trừ b bình thì bằng a trừ b nhân a cộng b. À vậy thì bây giờ thường á chúng ta thấy đang luôn có là a trừ b và ở dạng không chia không, mà phải nhân lượng liên hiệp thêm a cộng b. Vậy thì ở đây tôi sẽ áp dụng vào, tôi sẽ có liêm x tiến tới 1. Các bạn nhìn coi tôi ghi để cho nó nhanh, nó không cần phải ghi dài dòng. Ghi lại nè, x bình trừ 1. Cái tử nè, nhìn cái tử nè các bạn, nó nhân lượng liên hệ thì chắc chắn chỗ này a bình sẽ trừ cho b bình. Vậy thì ở đây tôi ghi nhanh thôi, x bình cộng 3x cộng 5 trừ 3 bình. Vậy là tôi đã giải quyết xong cái tử. Và cái tử này làm sao tôi ra được cái này, là tôi đang nhân cho a cộng b, vậy thì bắt buộc tôi phải trả cái mẫu cho a cộng b căn x bình cộng 3x cộng 5 cộng 3. Vậy là tôi đã giải quyết xong cái này. Chúng ta cũng coi, và khi chúng ta thế số vô thì cũng là không chia không, vì chúng ta chưa biến đổi mà, vậy thì chúng ta phải biến đổi. Để biến đổi ở đây là ta rút gọn liêm x tiến tới 1. Ta thấy ở trên tử nó chính là x bình cộng 3x bây giờ là trừ 4. Rồi ở đây cái mẫu sẽ là x bình trừ 1 nhân cho cái giá trị căn của mình là x bình cộng 3x cộng 5 cộng 3. Ở đây thực sự là chúng ta có các biến đổi, là chúng ta bấm máy mod 53, mod 51, mod 53 ta giải. Nhưng ở đây tôi nhắc lại một lần nữa, các một số bạn không coi cái bài trước còn làm được bài này ha, thì ở đây tôi sẽ dùng là x bình cộng 3x trừ 4. Tôi dùng lượt đầu học nè, để chúng ta thấy x chỗ này tiến tới 1, thấy số 1 vô chắc chắn này là chưa đơn giản thì chắc chắn cũng còn không chứ không đó. Nên tôi thấy số 1 này à. Ở đây nhắc lại bài ha, thế số 1 đầu tiên thì mình thế số. Sau đó là gì các bạn nhớ bài cũ không? Nhân ngang cộng chéo, nhớ nha. 1 cộng 1, 1 x 1 là 1, 1 cộng 3 là 4, 1 x 4 là 4, 4 trừ 4 bằng 0. Vậy thì cái đa thức này, cái trình tự này ta đã biến đổi được, đó là liêm x tiến tới 1 là x trừ 1 nhân với x cộng 4. Các bạn chưa hiểu này thì coi lại cái link của bài trước nha, bài trước tôi đã giảng chậm lắm rồi. X trừ 1 hàng đẳng cấp số 3 nè các bạn, x trừ 1 nhân x cộng 1 nhân căn x bình cộng 3x cộng 5 cộng 3. Rồi và lúc bây giờ ta thấy được cái cặp mà tiến tới 1 mà gây cho 0 nó giống nhau thì ta sẽ đơn giản. Và bây giờ ta thấy vô luôn, thấy số vô thì chỗ này một số bạn thế vô căn nữa, tôi nói không cần thế vô căn đâu, các bạn chỉ cần nhìn nhanh ra thôi. Tại vì sao? Bản thân ngay cái căn hồi nãy là số căn này là trừ chỗ này bằng 0, thì trong căn là cái cặp này là bằng số này, tức là trong căn này nó là số 3. Không tin các bạn thấy vô
hãy thử đi ha. Rồi, 1 cộng 4 kết quả trên tử là bằng 5. Ở dưới mẫu 1 cộng 1 là bằng 2. Nhân cho trong đây 1 cộng 3 cộng 5 bằng 9, căn 29 là 3. Thấy chưa các bạn? 3 cộng cho 3. 3 cộng 3 là 6, 6 nhân 2 12. Vậy kết quả bài này là bằng 5 phần 12. Các bạn theo kịp không ạ? 5 phần 12. Rồi, vậy là chúng ta đã giải quyết được bài toán câu A là bằng 5 phần 12. Rồi, tới câu E, tôi hướng dẫn tiếp câu E. Câu B, câu C, câu D các bạn tự làm thì nó cũng chỉ tương tự thôi. À. Rồi các bạn coi.